trèo bờ hồ ở chỗ ngã ba nè, chiều mình trái trái phải nè. Ngã ba hả? Ngã ba của anh hướng nào? Đông tây nam bắc? Bên cái chỗ phía hướng đông bắc. Đông bắc hả? Sao khó vậy? Đông bắc giờ anh rẽ qua tây nam là anh thấy em liền. Trời, đông bắc mà rẽ qua tây nam luôn hả? Ok ok, để anh kiếm. Ok ok, em nổi lắm, nhanh lên nha. Ok ok. Trời ơi, cá ơi, cá đâu tướng gì ta? Kia đi. Em phải quăng ngược bên với anh chứ. Nó móc vô cái dây bên đây bây giờ. Nửa tiếng rồi chả vô nào á. Giờ tới sáng còn lâu mà anh. Ừ. Sao? Ai rảnh đâu ngồi tới sáng câu cá. Em rảnh. Thế hả? Em bắt đầu mỏi tay quá. Ừ. Mỏi tay thì cắm xuống đây. Gì cắm hồi nãy mà em rớt xuống dưới đó. Khi nào thấy nó giật 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 là bắt đầu mình giật. Trời, chừng nào mới có trời. Ủa? Cái phao anh đâu rồi? Phao anh đây. Ê! Gì anh, có cá hả? Có, đó. Đó. Ê, cá kia, cá kia. Kéo lên anh, kéo lên. Có cá rồi. Cá chê, cá chê. Chiều nay làm cá chê chiên xù. Wow, wow, wow. Trời, nó bay kìa, nó bay trên không kìa, trời ơi. Trời ơi. Quay, quay. Trời ơi, lại đi. Rồi, 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 rồi. Ủa, cái cần em đâu rồi? Cần em hả? Ê, cần em á. Ê, có cá nữa kìa anh ơi. Cá chê anh ơi. Giật đi, giật đi, giật, giật, giật. Anh ơi, con cá mừng quá. Anh kéo, wow. kéo lên. Wow. Trời, nó giật. Nè, ghen. Con lên. Anh ơi, con chưa rồi chứ. Ơi, con chừng nó mừng. Con chừng nó mừng. Từ từ. Đừng kéo ra, đừng có kéo ra, nó đang giật. Không kéo nó. Anh ơi. Ôi, ôi, ôi. Lên bây giờ, lên, lên, lên. Em bắt được con cá rồi. Trời, con cá em mới chạy bá mà. Con cá của anh nó thiếu nhi vậy. Lần đầu tiên em câu được con cá bự vậy luôn á. Cha ngỡ đó anh. Thả cho nó xinh đẹp, cháu đóng. Anh thả thì mình ăn con này đủ rồi. Bây giờ nó dùng xuống dưới bây giờ đó. Anh thấy hôm nay em giỏi không? Ghê hả? Lần đầu tiên em câu được con cá bự vậy luôn á. Ủa vậy hả? Cuộc đời em từ đó giờ chưa bao giờ được câu được con cá nào. Vậy hả? Hôm nay đã trở sang một trang mới. À, giỏi, vậy cũng giỏi chứ. Lần đầu tiên anh cũng thấy một người phụ nữ vừa câu cá bự như em á. Thiệt không? Ừ. Con cá đó là con cá
bự nhất mà em từng thấy luôn. Chứ đừng nói câu hả? Ừ. Bây giờ vậy, em có thích ăn cá không? Có. Tại vì chú đây là vườn nhà chú anh, thì chú anh nói là cũng có gà có vịt nữa. Có gà có vịt nữa. Nếu mà có thêm con gà mình làm gì đó gì? Thì ý là mình kho sả hả? Cái ăn cơm đâu mà kho sả. Ví dụ như mình nướng lá sen hay là mình làm gì đó. Thấy không? Roti rồi cũng ok. Còn cá làm gì? Cá mình nướng với muối tiêu mà tiêu tiêu tươi á, tiêu xanh á. Bá cháy vừa chét luôn á. Ngon đó anh, được, hợp lý, mình đi. Giờ mình đi làm gì? Thấy gà của chú Chính không? Giờ dí bắt con đi. Trời ơi, chú Chính anh chưa? Trời, chú Chính anh thì cũng như người nhà mà. Vô. Mày nó bị bao dây. Trời ơi, bắt gà múa vậy. Thôi khỏi đi, ăn cá. Mình chơi chiến thuật khác. Thôi khỏi đi, đi nướng cá. Khỏi ăn gà. Let's go. Đi. Thôi đi. Mang dép vô để lủng chân bây giờ. Nó vậy chứ nó lành lắm. Nhìn nó trầm trọng chứ nó lành lắm. Quý vị ơi, đã đến lúc rồi. Giờ làm mấy món? Giờ mình làm 8 món đi anh. Sáng mai xong hả? Nhưng mà ngon. Dạ làm mấy món? Anh nghĩ làm một nước một món một mà nhìn như là đỉnh cao luôn là nướng nguyên con nướng. Thì em nghĩ nướng đi. Cái bếp này nướng em cũng chín cũng không hồi gì con cá. Thử đi. Đây. Anh khiên, ơi, khiên, nướng khiên, bao khiên, lâu khiên phụ. Nướng bao lâu mới xong? Khi nào chín là xong. Trời ơi. Trời ơi con cá nhìn đã không? Ngon quá anh ơi. Bây giờ đứng qua đây, đứng qua đây. Em phụ anh nghe. Em phụ anh cho. Đây. Tiêu. Cầm này đi. Tiêu xanh thì mình nướng tiêu xanh nha, cái nguyên liệu chủ yếu là tiêu xanh ha. Dạ. Tiêu xanh ăn mới cay mới thơm. Đúng rồi. 27 năm rồi em mới vô bếp đó anh. Trời trời, ở nhà ai nấu cho ăn? Em ăn cơm tiệm không à. Ồ, gia đình hạnh phúc. Có mình em à. Rồi. Dạ cái đó trước đi. Có gì nào sập cái bàn không anh? Có đâu. Em nghề lắm á. Mình đâu cần giả nát đâu, mình giả dập dập vừa phải thôi à. Đó. Rồi. Miếng nữa nha. Chết. Thơm quá. Nát nát chưa, dập dập chưa? Đó, bây giờ bắt đầu bỏ mấy cái gì vậy? Mới làm một xíu rồi mỏi tay rồi. Rồi, bỏ mấy cái cọng này ra ha. Đó. Mấy cọng này lát mình dùng sao? Được chưa? Rồi, được rồi, đây, đây, đây. Mấy cọng này lát mình dùng sao? Rồi. Rồi. À, cái này đập. Rồi, để đây. Không cần cạo vỏ nha. Xong rồi mình đâm nó ra ha. Đâm nó ra. Đó. Tất cả đều đâm nhẹ nhàng thôi, không cần phải nát. Để đây nè cưng. Rồi. Ok chưa? Ok, 1, 2, 3, rồi. Rồi, xíu muối. Hấp dẫn quá anh ơi. Trời trời. Cái này là món gia truyền hay sao anh? Mình nhìn thấy xíu anh thuần thục quá vậy. Xíu đường. Rồi. Được chưa? Đó nha. Rồi, ok.
múc đi. Ok ạ. 5 muỗng vừa ăn. 5 muỗng. Trời ơi, bé trưởng thành rồi. Chuyện vậy mà nó cũng làm được. Mọi người không tin là em biết nấu ăn, bây giờ em sẽ nấu cho mọi người ăn nè. Đó. Rồi. Mình trộn lên anh hả? Rồi mình sẽ khứa. Ôi. Ôi. Rồi, cứ sơ thôi, đừng có cứa cho nó lòi cái. Ồ, này chẳng hỏng. Chắc lắm á. Cứa cho lòi xương không anh? Ừ, gần sát vậy đó. Nhét. Nhét vô đây hả anh? Đúng vậy, đổ vô, múc á. Sống sao nổi trời. Xuất sắc rồi anh ơi. Tối nay mình có một bữa linh đình rồi. Không uổng công em câu cả ngày á. Ừ, công nhận em giỏi thiệt. Ừ. Trời ơi. Mới đi câu mà câu được cá chạch bá như tảng đá. Trời, em lần đầu tiên em câu được con cá này luôn á. Giỏi không quý vị, lần đầu tiên câu cá mà câu cá được 4 ký mấy, kinh khủng khiếp thiệt. Bỏ hết cái đó vô. Hết luôn hả anh? Ừ. Rồi. Móc này, gấp đôi lại, gấp đôi này lại. Nhét vô. Nhét vô luôn hả? Đúng rồi. Rồi giữ đó, giữ đó, giữ đó. Mình để sống như được anh, mình không cần cần dầm nó ra hả? Không. Cái này gọi là món cá gì anh? Cá nướng gì? Nướng ớt chí tiêu hả? Cá nướng kiểu của anh, không ai nướng gì hết trơn. Rồi, ok con Dê. Để đó, chưa, chưa. Trời ơi, rồi. Cái vảy nó to như thế này cơ mà. Rồi, phần còn lại. Giả đi, giả, tiếp tục giả. Trời ơi. Chết thiệt chứ. Mày vô, mày vô. Món ăn dân dã nhà quê. Cá nướng tiêu xanh. Con này là mới quay phim nó nhìn nãy giờ nó mê hết rồi. Ba đứa đều đã mê hết rồi. Nhưng mà không được đâu. Ủa, ở nhà bây giờ nó ăn hả cưng? Em có nấu nhưng mà em phải coi Google em mới nấu được. Coi Google là gì em? À, coi trên mạng á anh. À, Google hả? À, tưởng Google rồi, tưởng máy quay phim. Google. Thả ơi. Chết mày với tao hả? Thả ơi, về với chị đi em. Xong chưa? Xong rồi. Đây, qua đây. Kết thân. Khoan, để phải kiếm cái đồ. Cái dĩ nướng anh. Cái dĩ nướng mình. Bà nghĩ sao cái dĩ này nướng con cá này mà sao không có nướng. Tại em thấy có cái dĩ này không à. Anh. Gì? Nè. Cái này nướng được chứ bộ. Cái nào? Nè. Ừ, em nướng đi, em thử coi, em thử đi. Để nghe cái gì em nướng nè. Không, không được. Chứ không lấy ra được. Anh làm gì vậy? Ui. Hạt xanh lít. Già bén ghê ha. Chặt 8 năm không đứt. Ây da, kiếm quá à. Coi chừng nha anh ơi. Coi chừng nha. Rồi, buông tay. Xong rồi. Anh làm gì vậy anh? Lấy cây xiên con cá hả? Không, cùi than thôi, không lên đi chân. Than nó vừa thôi, than mà lớn quá là con cá nó cháy, chứ nó không chín. Let's go, được không? Ổn không? Ổn. Wow, kỳ tích xuất hiện, lần đầu tiên Thúy Ngân vào bếp với một con cá to chà bá như tảng đá. Ngân câu nha mọi người. Lần đầu tiên ngân câu được con cá luôn. Trung tâm center. Em ơi. Chà, không ổn rồi. Bây giờ nó đang dư cái đầu và dư cái đuôi. Tại vì cái dĩ này nhỏ quá làm sao. Đúng rồi. Mình nướng xéo nó được không anh? Đang tính đó. Từ nha, để em nghiêng nó đi. Dạ, ok, trời, bé thông minh dễ sợ. Vậy mà ế đó. Ế là do em lựa chọn xu thế anh. Có
hấp dẫn anh hả? Cái này ăn tới ngày mai luôn đó anh. Hai anh em mình là ăn tới ngày mai luôn á. Em là em tính cái hai anh em mình thôi chứ em không có tính những người khác nha. Ở đây Lý Thông nhiều lắm. Ngày mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi để em biết anh cần em. Anh ơi, đi đóng phim thôi đừng hát nha, hát cái gốt quá, hát cái gốt quá. Sao cái này là giọng giả của em à? À giọng thiệt nè. Hát đi bà nội. Em chưa vô được tâu. Từ sâu trong đôi mắt này anh hờ hững không như bao ngày. Phải chi em thấu hiểu. Giọng này cải lương hay lắm nè. Ôi em hát hay lắm luôn á. Ôi em hát hay lắm luôn á. Dạ đúng rồi, bà tôi hát lại cho điệp. À, em thù được có một câu nè. Biên cương lá rơi thù Hà Nội. Đường dài mình mong anh không tới nơi. Điệp ơi mai lên chốn thành đô. Trời ơi, vô luôn. Rực rỡ xin anh đừng quên con đò xưa bến nhỏ em dò gió mong chờ. Trời ơi, đã hát dở rồi còn chế lời nữa. Rồi hát xong chưa? Xong rồi, bây giờ thăm con cá. yeah biết sao không, để giải ra không đâu có dính rồi thấy không? Dạ. Thấy chưa, thấy chưa? Ôi vậy cứng thiệt anh hả? Trời ngon quá nè anh, kính ở trong rồi nè. Thấy chưa? Rồi. Nóng quá. Thôi rồi nha. Một cây sau lưng này nữa đi. Ok chưa? Ok chứ, bước ra, bước ra. Ok, rồi. Trời ơi trời. Giàn giáo rồi xây nhà ghê thiệt. Bây giờ mình lang thang tìm hy vọng đi. Lên đường. Mình đi tìm tráng miệng anh. Đúng rồi. Đi khám phá vòng nha. Dạ. Trời ơi. À, la 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 la. Mình giống như Hàn Quốc ơi. Hát nhạc Hàn Quốc nghe coi nào, hát tiếng Hàn luôn. Cho cho xin khỏi đời. Ô cho phố bê xu quá. Bà đang hát tiếng Tàu đó bà nội. Tàu lao. Tiếng Hàn là Chà la hê ni xì nà khá nà chà nà chì xì đà. Chà la hê ni xì nà khá nà chà nà chì xì đà. Em cảm thấy em rất là thất vọng về anh. Tào lao lưu xa la chi la chi la chi lưu xa. Anh cũng tào luôn đó anh. Tào lao. Xe đạp ơi đã xa rồi còn đâu. Trời ơi hát cái gì vậy? Phá tan bầu không khí lãng mạn luôn. Lãng mạn. Lãng nhách rồi anh thấy lãng nhách với lãng mạn hết trơn á. Da 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 da. Cái chỗ này chỗ nãy em câu con cá chà bá đó. Đúng rồi. Ghê thiệt. Xuất sắc, em cũng không tin là mình xuất sắc vậy luôn á. Không tin vậy luôn hả? Ừ. Từ từ anh. Wow. Em... Thấy không? Mình đứng đây tâm sự chút là về đòi về nghề được không? Dạ được. Nè. Đây, gác trống. Trời. Lên đá ngồi. Giống như phim Hàn Quốc vậy. Lâu lâu mới có một cái ngày mà gọi là nó không nghỉ ngơi ha, đúng không? Bữa nay con vui đi chơi thôi chứ có làm ăn gì. Nay vui ha. Em lâu lắm rồi á, bữa giờ cứ đi suốt liên tục từ sáng đến tối. Nhưng mà bù lại hồi xưa ở không rồi, hồi xưa không ai biết mình đâu, giờ người ta biết mình nhiều mình phải đi làm để mình cống hiến chứ. Dạ. Em vui mà. Vui chứ. Trời, làm nghệ thuật mà đến khi khán giả biết người ta công nhận mình, người ta thích mình một cái vai đó, người ta nhớ ra được, người ta kêu là trời, anh nói em vui muốn khóc luôn chứ không vui. 10 năm rồi đó anh. Đúng 10 năm rồi đó, em mới có được ngày hôm nay. Bước sang 2019 này là 10 năm đó. Đúng rồi, 10 năm. 10 năm của anh Khánh cũng là 10 năm của em. Anh là mười mấy năm. Mười mấy năm hả? Anh đi diễn lúc 2007. 7 tới lúc 13 người ta mới biết anh mà. 11 là ra cái 10 khó rồi. Ừ. Nhưng mà cái 10 khó là cái diễn kịch mà em hiểu không? Ừ. Một ít người biết hả? Chứ đâu có truyền hình, đâu có băng đĩa ạ. Sau này anh mới làm nhiều chương trình rồi ơn giời á là người ta biết, thì ơn giời năm mùa rồi đó là anh mới nổi tiếng được 5 năm chứ mấy. Dạ màng à. năm mùa rồi hả? À. Sau đó quá thành công luôn á, em cũng coi sau đó rất là nhiều, thích lắm. Tự nhiên em ngồi đây xong cái em nhìn lại cuộc đời mình, em nghĩ mình không thể sống như thế được. Gì nữa? Em có một chuyện quan trọng. Chuyện quan trọng gì? Em phải đi xa.
bà nhặt em hả? Em ở đường xa. Chào anh, em đi. Em lấy luôn chiếc xe đạp nha anh. Ráng đi bộ. Nhỏ này bà nhập nó hả ta? Cho chân dài. Tự nhiên đang nấu ăn bỏ đi. Bye anh. Ồ, từ khi nổi tiếng bắt đầu bị sang chấn tâm lý hả? Kệ, mình cứ về mình nướng cá mình ăn thôi. Chuyện của bánh bèo không quan tâm nữa. Đang ngon lành bánh bèo bỏ đâu rồi? Giờ mình làm ít nước mắm, thấy không? Để lát mình chấm. Một xíu đường. Cũng nước sôi để nguội. Quá tuyệt vời. Tuyệt vời. Just wanna dance, want a simple romance, nothing more, nothing less from you. Just stay the night and believe when it's like nothing wrong, it's alright with you. No lies. Đi đâu hả? Em đi thay đồ. Vậy thôi đó hả? Ừ, để thưởng thức cá cho ngon hơn. Cũng rảnh quá ha. Trời đất ơi. Rồi cái này, công đoạn cuối cùng. Sao anh? Gửi lên. Gửi lên nha. Đó. Trong thời gian em đi, anh có làm chế nước mắm rồi. Giỏi vậy. Trời ơi. Ủa cái này là xì bù. Thử nhiều lên. Quá đã. Ngân Ken Cúc. Ngân Ken Cúc. Mời quý vị cùng chúng tôi thưởng thức cá nướng tiêu xanh. Tu 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 tu. Tao không muốn ăn thịt mày đâu. Nhưng bánh bèo này nó đã cao mày rồi thì tao phải ăn thịt mày thôi. Anh hai chuẩn bị sẵn chưa? Sẵn sàng rồi đó. Còn thấy cái da nó dày ghê không? Đúng anh. Ôi. Ôi. Sẵn nổ nè luôn á. Rồi để lên trên. Đây. Đó. Cuốn lại. Đây, cho anh. Em ăn đi. Kính lão đắc thọ. Ăn đi. Công em câu cá đó. Cảm ơn anh. Cảm ơn nó mình làm nè. Mọi người ơi, ngon lắm nha mọi người ơi. Quý vị ơi. Có bánh bèo nó ăn kìa quý vị ơi. Anh thật ra em không nỡ ăn đâu anh. Nhưng mà tại ngon quá thôi. Em không định ăn. Đã hiểm độc thì bớt giải thích lại. Ngon quá. Nước mắm cũng ngon nữa. Đúng không? Ngon. Không uổng công em ngồi cả ngày. Yeah, xin bánh được không? Ngon. Tuyệt vời. Trời ơi, nước mắm đỉnh luôn á. Phải nói luôn á. Mắm quá ngon. Thưa quý vị. Quý vị ơi. Lần đầu tiên thấy một người gái vừa đẹp, vừa đóng phim hay mà còn câu cá giỏi nữa. Không thể tin được. Ủa chú đang đâu chú Vinh? Con hồ cá mình nè. Ủa tao hẹn con gì kỳ vậy? Mấy con quay chương trình mà. Tèo lo hả?
Chú dặn tèo chưa? Anh Giang ơi, anh Giang. Chú dặn tèo chưa? Anh Giang. Ủa tèo, ba đi đâu vậy? Dạ ba đi đám giỗ rồi. Ủa gì vậy? À, ba đưa phải không? Dạ dạ. Nhưng mà lỡ nó sổng sao? Dạ em đập nó rồi. Đập đầu rồi hả? Dạ. Hiểu chưa? Dạ rồi. Rồi ok, bây giờ ở đây chuẩn bị setup, anh đi chèo xuồng xíu, anh quay lại. Dạ dạ. Dạ rồi, vô setup đi, setup đi. Không thể tin được, em cũng không tin mà. Anh còn không tin mà. Anh không tin luôn thiệt, em giỏi quá thiệt. Clip này lên mọi người thấy em câu cá thì mọi người chắc trời ơi. Bé này giỏi quá. Đúng không? Vậy mà ế buồn ghê luôn anh. Anh thấy không? Công dung ngôn hạnh, nữ công gia chánh. Đúng rồi. Thì đó. Tin được. Ừ. Nói em gửi lời cảm ơn chú Chính anh nha. Trời, chú Chính cảm ơn em nữa chứ. Thế vậy? Triệu rưỡi chứ. Triệu rưỡi là sao anh? À không có gì đâu. Đừng hỏi. Triệu rưỡi. Khi nào phát sóng đi rồi nhớ coi nha. Coi chứ. Trời ơi. Em coi để em nhớ lại cảm giác em ăn con cá ngon như thế nào. Đúng rồi. Sao anh cười hoài vậy? Khi nào phát sóng nhớ coi nha. Coi chứ. Em coi một xe nữa. Coi là biết mình giỏi, đúng không? Đúng rồi. Nhiều khi sau chương trình á, anh mà thấy em khóc em liền. Thưa quý vị, ngày hôm nay Ngân quá giỏi. Mai mốt nhớ coi chương trình, coi xong đừng chửi anh nghe. Hôm nay anh quá hỗ trợ em rồi. Nấu cho anh ăn nữa mà. Không, không thể là em chửi anh được. Em phải rất cảm ơn anh. Nấu cho em ăn ngon. Đúng rồi. Còn đè anh bắt uống nước nữa. Em vô tình thôi. Tại lúc em mệt quá. Mẹ không nghĩ là anh bơi yếu vậy luôn á. Anh kêu mà có thằng bơi giỏi nhất thế giới Michael Phelps, em đè đầu xuống này nó cũng uống nước như thường rồi. Anh thấy anh nhảy xuống nước là em tưởng à, có người anh hùng của mỹ nhân rồi. Trời ơi. Thì bây giờ anh vẫn nghĩ là ủa sao mình ngu như vậy đó. Thưa quý vị, riêng đêm nay chúng tôi quyết định ăn khi nào hết thì thôi, khi nào hết thì về Sài Gòn, còn vẫn cứ ăn tới sáng luôn á anh. Ăn. Ngon quá. Ê. Dạ. Giờ mình ăn xong. Giờ mình ăn xong. Hai anh em mình tắm tiên không? Hả? Anh ơi, tắm một hồi là sáng mai cá nó chết hết á. Ừ. Không được đâu. Anh ơi, hình như anh thấy cũng hơi lạnh, hình như giờ này chắc cũng 1-2 giờ sáng thôi hả? Ủa, mới 10 giờ mấy vậy? 10 mấy sao lạnh dữ vậy anh? Ở dưới cái bên nghĩa địa mà. Hả? Hay là mình đi về được không? Thôi ăn tiếp đi. Cay quá anh ơi. Hình như trời sáng rồi anh hả? Hả? Trời sáng rồi không? Không có, trăng sắp lên rồi. Đốt miếng lửa nè. Đốt miếng lửa. Nổi lửa lên nào anh em ơi. Cay quá. Rồi. Có lửa bập bùng. Có lửa bập bùng. À. Thấy bạn em không? Ngủ hả? Ngủ à anh ơi. Dạ. Cháu mở điện thoại nào. Mở đèn pin lên nào. Đây. Cũng khuya rồi. Thưa quý vị khán giả, trời đã khuya và tụi em quyết định không ăn nữa, về. Xin chào tạm biệt và hẹn quý vị vào số kỳ sau với một nghệ sĩ khác. Nghệ sĩ kỳ này là nghệ sĩ Thúy Ngân, xin khẳng định một lần nữa câu cá quá giỏi. Xin chào tạm biệt.